Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay ngày 15 tháng 3, tỉnh Hưng Yên cho phép các hoạt động giáo dục kinh doanh dịch vụ tôn giáo, tín ngưỡng được hoạt động bình thường trở lại trong điều kiện siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ngay trong sáng nay, các phóng viên thời sự đến một số trường học trên địa bàn thành phố Hưng Yên để ghi nhận không khí hân hoan, phấn khởi của các em học sinh và thầy cô giáo. Năm học 2022-2023 đã diễn ra gần 7 tháng, nhưng đến hôm nay, 160 học sinh khối lớp 6 trường Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành mới được đến trường học trực tiếp buổi học đầu tiên. Được gặp thầy cô, bè bạn thay vì qua màn hình điện thoại, máy tính như những buổi học trước, các em đều rất vui mừng, phấn khởi. Em thấy đây là một cái buổi học rất là có giá trị sâu sắc với em, bởi vì trong tình hình dịch Covid này, em thấy là chỉ được đi học có 3 buổi thôi là đã là một cái công sức cơ mà sự cố gắng của toàn tỉnh. Và em hy vọng rằng cái dịch Covid nó sẽ qua nhanh để em có thể được đi học tất cả các buổi trong tuần. Khi nghe tin mà con sắp được đi đến trường gặp thầy, gặp bạn thì trong lòng con rất là vui vẻ, rất là phấn khởi ạ. Trước cái đêm đi học thì con cũng đã chuẩn bị, thứ nhất là đồng phục áo trắng ạ, thứ hai là khăn quàng, sách vở đầy đủ và cuối cùng là bình nước riêng ạ. Trường tiểu học Phú Cường có tổng số gần 710 học sinh ở 20 lớp học. Các em đều trong độ tuổi chưa được tiêm phòng, nên để đảm bảo công tác phòng chống dịch, nhà trường đã chia 10 lớp học buổi sáng, 10 lớp học buổi chiều. Riêng khối lớp 1 sẽ học 3 buổi trên tuần, còn lại học trực tuyến. Khác với trước đây, các bậc phụ huynh đưa con em mình tới cổng, giáo viên đón và hướng dẫn các em thực hiện công tác phòng dịch trước khi vào lớp. Các cháu ở từ lớp 1 cho đến lớp 5 là các cháu chưa được tiêm phòng, cho nên là chúng tôi cũng nhắc nhở phụ huynh cũng như là giáo viên là nhắc các con là trước khi đến trường là phải sát khuẩn, đo nhiệt độ. Thế và khi đến trường tiếp xúc với bạn thì là có giữ khoảng cách và đeo khẩu trang. Đầu tiên là tôi cũng hơi lo lắng vì dịch bệnh rất phức tạp. Khi được nhà trường thực hiện biện pháp chống dịch nên tôi rất là yên tâm khi các con đến trường. Tại trường mầm non Baby Sun và trường mầm non Hồng Châu, số trẻ 4 đến 5 tuổi hôm nay tới trường chỉ đạt 50%. Do nhiều bậc phụ huynh còn e ngại trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Ngoài hướng dẫn phụ huynh biện pháp phòng dịch cho con, nhà trường chủ động tích cực triển khai công tác vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ trường học. Ngay từ buổi sáng, thì các cô đã đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho các con trước khi vào trong trường học. Mỗi cháu sẽ có một bát, một thìa để cho các cháu có thể ăn riêng. Ngủ trưa tại trường, khoảng cách giữa các cháu đi ngủ đó là 1 mét. Đến đây thì cũng thấy các cô vệ sinh nhà trường rất là sạch sẽ, cẩn thận và các bé đi học rất là vui. Em yên tâm cho bé đến trường. Buổi sáng các con học về cái kỹ năng phòng chống dịch, từ buổi chiều các con ôn tập những cái nội dung cốt lõi mà mình đã truyền tải cho phụ huynh. Bên cạnh phương án dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến, các trường tiếp tục không tổ chức những hoạt động tập trung đông học sinh như chào cờ đầu tuần, tập thể dục giữa giờ. Bên cạnh đó, nhà trường phối hợp với các bậc phụ huynh theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của học sinh.